Thưa quý vị, sáng nay theo giờ địa phương, tại nhà Quốc hội ở thủ đô Wellington, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và phu nhân đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức New Zealand từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3. Lễ đón được tổ chức đặc biệt trang trọng theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức New Zealand, gồm lễ đón truyền thống của tổ dân Maori và lễ đón chính thức. Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-New Zealand không ngừng phát triển, nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược từ tháng 7 năm 2020. Hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ. New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 39 trên 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 11.000 người, là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm New Zealand lần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của New Zealand để trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, trong đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, truyền thống như thương mại, đầu tư, đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục đào tạo, nông nghiệp. Thủ tướng cũng tọa đàm và làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand, thăm làm việc với các tổ chức khoa học, công nghệ, giáo dục New Zealand nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Như chúng tôi đã thông tin vào tối qua, trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe tải dừng đỗ ven đường, làm 2 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10 tháng 3, trên km 58 tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, anh Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, trú tại xã Đắc Lao, huyện Đắc My, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe khách biển số 51B26149 chạy theo hướng từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường trên, đã va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 75C01691 do anh Phan Đình Thành, sinh năm 1986, ở phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm mạnh đã khiến hai người tử vong là anh Cụt Văn S, sinh năm 2004, và chị Cụt Thị Tư, sinh năm 2007, cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Bốn người khác cùng trên xe khách bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Đến nay, sức khỏe dần ổn định. Ngay trong tối ngày 10 tháng 3, sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân. Chuyển sang một số tin bản đáng chú ý. Tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024, chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, rà soát các điều kiện cho vay, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn. Cơ cấu lại các khoản vay để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh, khẩn trương hoàn thiện phương án chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng mua bắt buộc trình chính phủ trong tháng 3 năm 2024, khẩn trương xây dựng phương án xử lý đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo Bộ Tài chính, đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước còn chậm, không đạt kế hoạch đã được Thủ tướng giao. Nguyên nhân do còn nhiều hạn chế ở khâu lập kế hoạch cho đến khâu tổ chức triển khai thực hiện, giám sát kiểm tra, cùng với đó là nhận thức và tổ chức thực hiện của một số cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đứng đầu doanh nghiệp chưa cao. Do đó, Bộ Tài chính cho rằng cần xử lý nghiêm trường hợp làm chậm, vi phạm quy định về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu trong sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Để đảm bảo tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chính phủ chỉ đạo các địa phương có đường sắt đi qua, ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để xây dựng đường gom, hàng rào nhằm xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn hoặc từ nguồn ngân sách trung ương phân bổ cho địa phương theo từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định 358 ưu tiên bố trí nguồn vốn hoạt động kinh tế đường sắt trong năm 2024 và các năm tiếp theo để tiếp tục thực hiện việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và trang bị đầy đủ hệ thống thông tin, tín hiệu tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Thưa quý vị, được mệnh danh là thành phố đáng sống, nhưng tại một số khu dân cư của thành phố Đà Nẵng vẫn còn tồn tại hàng ngàn ngôi mộ nằm xen lẫn với cuộc sống của người dân. Thực trạng này gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, nhất là đối với định hướng xây dựng và phát triển đô thị Đà Nẵng hiện đại. Đây là khu vực phía trước ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Bảo Như thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Một ngôi mộ nằm chắn ngay lối ra vào đã tồn tại từ lâu. Theo chị Như, quanh khu vực này có rất nhiều ngôi mộ nằm xen lẫn nhà dân như thế này, gây ra nhiều bất cập. Hiện tại là thấy cái mồ mả rất là nhiều, nên muốn nhà nước di dời để đảm bảo được vệ sinh an toàn của cho mọi người dân ở đây, cũng như có cái khu vui chơi để cho trẻ em vui chơi. Cải tạo mồ mả chẳng đâu có nơi có chốn đàng hoàng cho tụi chị em tôi ở đây ở trong vui thôi. Còn cái chuyện mà để lâu giờ hắn cũng không tốt. Theo người dân địa phương, không chỉ những ngôi mộ riêng lẻ mà tại một số khu mộ thiếu người chăm sóc nên đã xảy ra tình trạng cỏ mọc tùm và rác thải vứt bừa bãi. Riêng tổ bà này không là hơn 400 ngôi mộ. Người dân sinh hoạt khó khăn là nhiều nhà rồi. Mồ mã không có ai tới thắp hương rồi, rác họ để rất là nhiều. Tôi cũng rất mong là thành phố sắp xếp nhanh để di dời. Phường cũng sớm đề nghị thành phố cũng giống như quận sớm có chủ trương mà để cho tổ chức thực hiện di dời tất cả các mồ mã sang lẫn khu dân cư này để ổn định cuộc sống người dân trên địa bàn cũng giống như cái đô thị trên địa bàn phường. Theo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh Nam, qua khảo sát vào cuối năm ngoái, trên địa bàn 25 tổ dân phố của phường có hơn 3.300 ngôi mộ đất và mộ xây nằm xen lẫn khu dân cư. Đó là chưa kể, cũng còn rất nhiều khu dân cư khác trên địa bàn toàn thành phố Đà Nẵng cũng tồn tại tình trạng tương tự. Nhưng nhiều năm qua, vẫn chưa có giải pháp di dời nào được thực hiện.